Mình chào tất cả các bạn nha. Chào các bạn. Hôm nay mình với mấy đứa sẽ làm cái món đặc trưng của vùng Tây Bắc, đó là món cơm lam nha các bạn. Và thằng Bi á, với thằng Bi đó, nó bận công chuyện nó không quay được các bạn ơi. Chỉ có Phúc nè, với thằng Đạt. Còn đây là Hội Thương nha các bạn. Đây trong trên đường đi á thì mình thấy nó đi đi đâu á, đi ra ngoài đây nè các bạn, nên mình kêu nó vô quay luôn nha. Ở đây bao gồm đây các bạn. Đây là nếp nha các bạn, mình đã ngâm 4 tiếng rồi nha. Còn đây là hai chai nước dừa nha các bạn. Ở đây là chén muối ớt chua ngọt các bạn. Còn đây là gừng với lại muối nha các bạn. Và ở đây mình có chuẩn bị là 2, 4, 6, 7 cái ống tre nha. Và đây là tôm với lại thịt nha các bạn. Còn bây giờ mình với mấy đứa sẽ kiếm củi và nướng lên cái bếp này nha. Cái bếp này mình tự chế các bạn. Bây giờ mình sẽ chọn cái phần đây, phần gừng với lại muối các bạn. Một tép gừng với lại hai muỗng muối nha. Giờ mình trộn vào nếp nha các bạn. Bỏ vô đi em. Được chưa? Đây đây. Đây ngoài cho. Thì mình bỏ khoảng đây các bạn, tầm khoảng 60-70% của phần trăm của cái ống thôi nha. Thì lát mình đổ nước vô là mình đổ nước dừa các bạn, mình đổ sẽ dừa ngập cái nếp thôi nha các bạn. Khi mà mình nướng lên đó thì nó không có bị chèn ra nha. Chứ vậy mình bị di đi lại nở cái nếp ra các bạn. Những cái nào xong thì mình để vào đây nha. Bây giờ mình sẽ chế cái nước dừa nha các bạn. Nó sẽ ngập cái phần nước khoảng tầm như đây nha các bạn. Sẽ muốn lá chuối nha các bạn, còn mình sẽ bít cái ống này rồi nha. Mình sẽ bít 5 ống, sau giờ mình sẽ nướng nha các bạn. Tôm với lại thịt vào nha các bạn. Với lại nước gì không? Đóng rồi. Mình sẽ bỏ. Ủa lát mình khui ra sao? Chút khui ra cái gì? Chưa lá chuối á. Mình sẽ nhét rồi nha các bạn. Sau khi mình đã bỏ nếp vào với lại tôm với lại thịt vào nha các bạn, thì bây giờ mình sẽ tiến hành bỏ lên cái ngăn này nướng nha. Thì bây giờ mình sẽ nhúm lửa lên mình nướng nha các bạn. Sau một hồi nấu thì cái mặt dưới các bạn nó đã chín rồi nha. Nó bây giờ mình sẽ trở mặt lại để cho cái phần mặt trên của cái ống tre nó chín luôn nha các bạn. Nè, nó chảy nước quá trời các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ trở nha. Khá là nóng. Mình trở mặt dưới đi cho nó chín luôn nha các bạn. Phúc nè bạn, Phúc nó chế cái cây để nó xuyên qua và nó nướng vô nha. Khói quá. Ông Đạt cũng vậy nha các bạn. Ủa nó chế lại cái gì vậy? Nước dừa. Đây thì nãy nó nướng được hai con rồi đó các bạn. Khi nó sôi mình nghe tiếng của cơm lam sèo sèo các bạn. Nhưng mà mình nghe mùi thơm á thì mới chín nha. Hiện tại là mình thơm các bạn. Chừng nó rớt á. Rồi. Các bạn. Bỏ đi nướng luôn. Để cho nó luôn.
nước bây giờ chảy sụt sụt con đây. Thì sau một hồi khoảng nửa tiếng nấu các bạn, thì mình thấy ống tre nè nó bị kiểu như khét nha các bạn ơi. Phần dưới nè nó bị cháy luôn rồi, ống tre của mình bị cháy luôn rồi. Để mình xem một khoảng tiếng nữa coi nó như thế nào nha. Còn bên đây là tôi nãy tôi nói nướng được hết tôm rồi các bạn. Thì sau một hồi nướng xong các bạn, thì mình sẽ được thành quả như thế này nha các bạn. Giờ mình sẽ để đẻo ra nha, mà mình coi bên trong nó có chín không nha các bạn. Thì mình nghĩ ở đây nè, nó khét cái gió nè các bạn. Mình nghĩ là nó chín rồi nha. Bây giờ mình sẽ đẻo ra nha các bạn. Đây là thịt các bạn ơi. Thơm rồi. Thâu hư con lạc. Ủa xin cứ làm. Chín rồi nha các bạn. Chín rồi. Nó giống như là thịt luộc các bạn. Kiểu như thịt luộc các bạn. Thịt luộc nước dừa. Thêm miếng chấm nữa. Review thử. Để lên lớp mình ăn lần luôn. Em giờ mình sẽ để để mình ăn lần lần lát mình ăn lần nha các bạn. Đây là cũng ăn nha các bạn. Thôi chín rồi. Rất là ngon các bạn. Nát hết rồi, cái đầu nát hết rồi. Chắc có thơm rồi. Thơm quất luôn. Thơm rồi. Thơm quất luôn. Chúng táp vô miếng tre. Gãy răng rồi luôn. Thầu ơi. Con tôm gãy vòng chùa. Tôm lam. Ừ, thơm gừng luôn á. Không. Thơm rồi. Gừng tre. Ủa nó tét sẵn rồi. Nó nóng quá nó tét. Chào mấy anh đi, chào mấy anh. Gừng nó thơm. Cơm lam chín heo. Cái gì vậy? Rất là ngon luôn nha. Thơm gừng các bạn. Khá là ngon luôn. Thơm mùi cơm lam mà thơm mùi gừng đó nha các bạn. Đây mình sẽ bỏ đây nha. Cái phần nó nãy cháy á. Mà ăn được. Ủa mình nấu đúng 30 phút luôn hả? Đúng 30 phút đúng rồi. Nè, hôm nay giờ mày nướng mày tính thời gian. Đi đâu á? Thì sau khi nấu xong thì mình được thành quả thế này nha các bạn. Đây. Cơm nó khá là thơm luôn. Còn bên đây là tôm nha các bạn, với lại thịt nãy mình lấy từ cái ống tre này. Bây giờ anh với mấy đứa thử nha, coi mùi vị thế nào nha. Giờ mình sẽ thử cơm trước nha. Mấy đứa thử đi, mấy đứa lấy mỗi người một ống đi. Nè, các bạn. Kia bất kia. Ngồi đi bên kia. Hả? Qua kia ngồi. Sao chấm thôi? Từ. Cảm giác sao? Thơm, bùi, béo nữa. Béo nữa hả? Có mùi gừng không? Có, thấy này em sống dẻo nữa. Còn em sao? Thơm, nghe mùi tre, nghe mùi gừng, dẻo, ngon. Ngon hả? Béo. Còn em sao? Thơm, ngọt, ngon nữa. Ngọt nữa hả? Ừ.
Còn bên sao bên? Bên nó ngon hết rồi. Ngon. Nó lớn lên. Ngon hả mình? Không biết cấp nhận. Bây giờ mình thử xem thế nào nha các bạn. Để mùi vị của mình có giống mùi vị của tụi nó không nha. Khi mình ăn là mình thấy dẻo nha các bạn. Rồi thơm mùi của gừng nè. Bây giờ mình sẽ thử con tôm nha các bạn. Cơm nướng chỗ tre. Còn nó mùi vị thế nào nha. Còn giờ mà bạn nha. Thử con tôm coi. Mời bạn ăn nha. Khá ngon các bạn. Còn dây sao? Béo. Mềm. Ngon. Cái khi mà mình làm cái cơm nôm chè nè các bạn, thì khó nhất là cái phần mình nướng chè nha. Mình không canh là nó bị khét như vậy nè các bạn. Đây nè, nó bị khét như vậy, cứng ngắt luôn là mình không ăn được nha. Bây giờ mình phải canh lửa như thế nào các bạn, để cho nó cơm nó như dẻo như thế này nha, thì mình ăn mới ngon nha các bạn. Còn khét như thế này là mình ăn không được nha. Còn mình sẽ thử miếng thịt nha các bạn. Xem như thế nào. Mời các bạn nha. Thịt khá ngon các bạn. Tôm này ăn dở luôn. Cơm nó dẻo. Cơm quá dẻo luôn. Mình xin kết thúc video tại đây các bạn. Các bạn thấy hay để lại cho mình một like, một đăng ký kênh nha. Và đặc biệt là nhấn chuông chia sẻ để cho team mình có động lực làm những video tiếp theo nha. Còn bây giờ xin chào tạm biệt các bạn. Cảm ơn. Tạm biệt.